Chị ơi, em những tưởng đến Trấn Thượng Thủy thì có thể tìm ra lời giải về thân thế giúp chị. Chẳng ngờ nơi đây đâu đâu cũng là cấm kỵ, em chìm trong làn sương mù dày đặc hơn. Hôm nay em xông vào rừng gỗ mun của Trấn Thượng Thủy, có lẽ sẽ không thể về bên chị nữa. Nhưng là một ký giả, tìm kiếm sự thật chính là ý nghĩa sống của em. Chỉ mong chị đừng bao giờ tới tìm em. Đỗ Gia Hào, Đỗ Gia Hào. Dân gian đồn rằng người chết đuối sẽ biến thành khỉ nước, ẩn náu trong nước, đợi cơ hội kéo người khác xuống nước, là một thủy quái gian ác. Thủy quái rừng gỗ mun. Cô gái, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Xuyên qua cánh rừng này chính là Trấn Thượng Thủy rồi. Ngài khỉ nước tha tội, con nhóc không hiểu chuyện, ăn nói lung tung. Ngài khỉ nước tha tội, con nhóc không hiểu chuyện, ăn nói linh tinh. Ai bảo mày nói linh tinh? Đắc tội với ngài khỉ nước, đáng đời. Đại nghịch bất đạo, ngài khỉ nước tha tội, tha tội, tha tội. Rốt cuộc cô là ai? Cô từ đâu tới? A à. Năm 6 tuổi, tôi được bố nuôi cứu ra từ một cổ quan tài cạnh sông.
Từ hôm ấy, tôi tên là Đỗ Gia Giai, trở thành con gái của Đỗ thám trưởng của phòng tuần bộ Thượng Hải. Cô Đỗ đến rồi, cùng lớn lên với em trai Đỗ Gia Hào. Nhưng rốt cuộc tôi là ai? Từ đâu tới? Tôi lại chẳng nhớ được gì. Sau này tôi làm pháp y ở phòng tuần bộ, vì tự tay giải phẫu thi thể của cha nuôi, phá được vụ án mưu sát Đỗ thám trưởng nên nổi tiếng. 2 tháng trước, tôi liên tục nhận được mấy bức thư trống. Người gửi không rõ. Em tra được rồi, mặt đá giống những bức thư lúc trước đều được gửi đến từ một nơi tên là Trấn Thượng Thủy. Xem ra người gửi thư có ẩn ý khác. Chị ơi, Trấn Thượng Thủy xa xôi, em đến đó giúp chị trước. Và như thế, người thân duy nhất của tôi cũng biến mất. Huy hiệu ký giả của em tôi sao lại ở trên người của người đó? Tôi... sao tôi biết được? Bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Kẻ hẹn này là Ân Tiêu Thiên, trấn trưởng của Trấn Thượng Thủy. Xin hỏi cô đây là bác sĩ Đỗ, Đỗ Gia Giai sao? Đúng thế. Tôi đã nhận được công văn của phòng tuần bộ Thượng Hải, muốn tôi phối hợp điều tra với cô. Bác sĩ Đỗ, mời qua bên này. Huy hiệu ký giả của em trai tôi sao lại ở trên người của người đó? Việc này tôi cũng không biết. Có lẽ là hắn ăn trộm. Vậy sao hắn lại chết? Vậy thì chắc chắn là Phạm Húy, đúng không trấn trưởng? Trong sông của Trấn Thượng Thủy chúng ta có thần thú, mọi người tôn trọng gọi ngài là ngài khỉ nước. Cúng bái thì có thể khiến cả nhà bình an, Phạm Húy thì sẽ gặp tai ương trừng phạt. Ngài khỉ nước gì cơ? Cô bất kính với trấn trưởng thì thôi, lại còn dám ăn nói hỗn hào với ngài khỉ nước. Ngài ấy nghe được hết mọi thứ đó, đúng không trấn trưởng? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là phong tục xưa, nhưng mọi người sợ mà. Một chức quan địa phương cỏn con như tôi, thế lực mỏng manh, cũng không có cách nào. Bác sĩ Đỗ, nào mời qua bên này. Trước đây em trai cô ở đây, lâu rồi không thấy. Có phải đến nơi khác rồi không? Sinh ra cạnh nước, lớn lên cạnh sông. Bác sĩ Đỗ, cô không sao chứ? Cô... chẳng lẽ cô nhìn thấy gì rồi? Mọi người đều nói ngôi nhà này không sạch sẽ. Gia Hào mất tích lúc nào? Chắc 1-2 tháng. Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nó đã đắc tội với ai sao? Em trai cô trông như một thư sinh, nói chuyện rất khách sáo, không giống như là người sẽ đắc tội với người khác.
chỉ có một thói quen không tốt, cứ thích nghe ngóng. Ở đây thích nghe ngóng là sai sao? Phạm Húy, không được nghe ngóng linh tinh. Việc của ngài khỉ nước. Cảm phiền giúp một tay. Đồ trong nhà này tốt nhất, giúp đi. Được được. Trấn trưởng, không có việc gì thì tôi về trước đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ơ, cậu. Trấn trưởng, tôi ở tạm đây đã. À à, được được. Nếu có tin của em tôi thì hãy báo cho tôi ngay. Chắc chắn. Vậy cô nghỉ ngơi đi đã. Tôi xin phép. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, Gia Hào, em là ai? Họ đều gọi em là Tiểu Lục Tử. Tại sao em trộm súng của chị? Người nhà em bị khỉ nước giết rồi. Em rất sợ. Bao lâu rồi chưa ăn? Em quên rồi. Chị có chị cho em đồ ngon. Từ giờ trở đi, em sẽ là em của chị. Chị có em trai. Chị đang tìm nó. Vậy trước khi tìm được em trai chị thì em chính là em chị. Chị ơi, em nói cho chị một bí mật nhé.
Thấy đồ cúng phía trước không? Toàn là cho ma ăn đấy. À, Sáu Xương kêu, ngày khỉ tới, khỉ nước đến rồi. Có người đang giả thần giả quỷ. Cô gái, cô ăn xong thì đi nhanh đi. Có người nói quy hiệu ký giả của em trai chị bị người ta trộm, nhưng chị thấy rất lạ. Những thứ đáng giá hơn cái đó thì lại không mất. Tiểu Lục Tử, em nói xem tại sao thế? Chỗ ông này không phải nha môn, không kết án được. Đừng làm ảnh hưởng người khác làm ăn. Chúng ta đi thôi. Chị ơi, không nói rõ thì tôi không đi. Hừ, một người phụ nữ trường mặt ra ngoài, hỏi đông hỏi tây, ra thể thống gì nữa. Ông Chính, ông đến rồi. Ông ấy là ông Chính. Ở trong trấn không có việc gì ông ấy không làm được. Ông Chính, tôi đến trấn Thượng Thủy tìm em trai tôi, Đỗ Gia Hào. Trấn Thượng Thủy không chào đón sao chổi. Cô gái, cô vẫn nên đi mau đi. Cô gái, chúng tôi còn phải làm ăn. Chúng ta mau đi thôi. Đi thôi. Sao chổi? Sao chị lại thành sao chổi chứ? Trước đây anh Gia Hào hỏi thăm về khỉ nước khắp nơi, ai nhiều chuyện thì đều bị khỉ nước trả thù. Trấn Thượng Thủy có ai thực sự thấy khỉ nước chưa? Người từng thấy đều chết rồi. Chị nhất định phải tìm được em trai chị. Đi mau. Vào trong. Cho mày ra ngoài chưa? Cô ấy là ai? Cô ấy là đồ câm, điên điên khùng khùng suốt ngày. Người trong trấn đều xa lánh cô ấy. Đó chính là chồng cô ấy, Dương Nhị Ma, làm quan tài. Bà Dương nói đồ câm có căn cô căn cậu, có thể giúp bà ấy việc làm lễ cúng bái, nên đón cô ấy vào làm con dâu. Ai thế? Ông chủ hồ, tôi đến đây chỉ để nói rõ, anh em của tôi không phải kẻ trộm. Đồ đó là em trai cô tặng cậu ấy. Máy ảnh là cậu ấy tìm lại về bằng mạng sống. Ông chủ hồ, em trai tôi không có bạn bè gì hết. Em trai cô to gan, muốn tìm khỉ nước. Người anh em của tôi phục cậu ấy. Sau khi ký giả đó mất tích, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm, thế mới mất mạng. Chọc khỉ nước, chỉ có đường chết thôi.
Đại Ninh. Cái ông này, mưa gió bão bùng thế này lại đi đâu rồi? Lâm Chiêu Đệ, chọc khỉ nước, chỉ có đường chết thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chị Tiểu Lục Tử, em đừng đi theo chị nữa. Chị không cần em nữa sao? Cả nhà ông chủ hồ chỉ bắt chuyện với chị thôi mà bị chết hết rồi. Điều tra ra sự thật là việc của một mình chị. Chị nhất định phải tìm được em trai chị. Có lẽ em nói đúng, đi theo chị em sẽ chỉ gặp nguy hiểm thôi. Không phải việc của mình chị, chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Trước khi tìm được em trai chị thì em cũng là em trai chị. Chị ơi, thực ra vừa nãy em không phải sợ đâu, mà là em mơ thấy mẹ em. Sau khi mẹ mất, em không còn người thân nữa. Chị ơi, giờ em chỉ có chị thôi. Xin chị đó, đừng bỏ rơi em. Chị ơi, mùi gì vậy chứ? Hôi quá. Có cái gì đó vào rồi. Khỉ nước đến rồi.
Nghe thấy chưa? Chị ơi, em nghe thấy tiếng tim đập. Bà ấy hình như không phải ma. Nhịp tim ổn định, mạnh yếu có quy luật. Bà ấy là người. Tiểu Lục Tử, nào, đừng sợ, ăn đi. Xương chày, xương bàn chân của một chân biến dạng, teo cơ nghiêm trọng, dây chằng cũng bị tổn thương. Hà, bà nói gì thế? Thanh, Linh, Thanh. Đây là đồ Gia Hào mang theo lúc rời đi. Sao lại ở trên người bà ấy chứ? Đây là mặt đá lửa, dùng để châm lửa khi ra ngoài đánh cá. Bên trên khắc tên của người đàn ông trụ cột gia đình, Thủy Sinh. Mặt đá này là ông làm sao? Không phải, kỹ thuật và chất liệu giống hệt nhau. Trong trấn này chỉ có nhà ông làm thôi. Ông Thạch, tôi chỉ muốn biết Thủy Sinh trên mặt đá này rốt cuộc là ai. Ôi, cô đừng hỏi nữa. Cô còn muốn làm liên lụy bao nhiêu người nữa? Chỉ vì ký giả đó, hỏi đông hỏi tây khắp nơi. Tôi cũng không biết cháu gái tôi nói gì với cậu ấy. Đến giờ còn nằm trên giường đó. Xin các người tha cho bọn tôi đi. Ông Thạch, ông mau qua đây. Con bé sắp không ổn rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Mau gọi bà Dương đến đây. Được. Ngài khỉ nước tha tội. Ngài khỉ nước tha tội. Ngài khỉ nước tha tội. Hãy để một mình cô ta gánh tội. Đừng làm liên lụy bọn tôi. Ngài khỉ tha tội. Tha tội. Yên lặng. Cô bé bị sốt rét. Nguyên nhân bị bệnh là do di trùng sốt rét, không phải do tội lỗi. Cô bé cần uống thuốc chữa trị, chứ không phải mấy cái chữ ngoạch ngoạc dớ dẫn này. Cho cô bé nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhớ giữ ấm, ra nhiều mồ hôi, uống thuốc đúng giờ. Không quá một tháng, cô bé sẽ khỏi bệnh. Ông ơi, cháu gái. Ôi, ôi, được, được, được. Ông đi nấu cơm cho cháu ngay đây. Mọi người cũng phải chú ý vệ sinh, đề phòng muỗi đốt. Trấn Thượng Thủy còn ai có triệu chứng giống cô bé, dẫn đến cho tôi xem. Còn một việc nữa, tôi muốn nhờ mọi người. Nếu mọi người ai có tin của em tôi thì phải nói cho tôi biết đó. Biết nói thì chẳng dám nói gì. Không biết nói thì hình như lại có rất nhiều điều muốn nói. Đồ câm, Tiểu Lục Tử. Là cô viết thư cho tôi. Chị, cô ấy muốn nói gì thế? Đồ cúng cạnh giếng là cô ấy để.
tôi gửi thư đi rồi. Cô đã hứa cho tôi, hôm nay nhất định phải cho tôi. Cô muốn rời khỏi đây còn gì? Đi theo mỏng heo, người đưa thư tôi đây. Tôi dẫn cô rời khỏi đây, đảm bảo có cơm ăn. Chị nhất định sẽ tìm ra sự thật. Cả người có nhiều chỗ phần mềm bị tổn thương, da đầy vết cào. Vết thương ở cổ gần giống với dấu răng của con người. Hung thủ không phải con người bình thường, là cái nước làm. Gia Hào bị kéo đến đây, có người cố ý giấu nó ở đây. Ai? Đồ câm. Xui xẻo. Trong sông của trấn Thượng Thủy chúng ta có thần thú, mọi người tôn trọng gọi ngài là ngài khỉ nước. Cúng bái thì có thể khiến cả nhà bình an, phạm húy thì sẽ gặp tai ương trừng phạt. Trước đây anh Gia Hào nghe ngóng về khỉ nước khắp nơi, ai nhiều chuyện thì đều bị khỉ nước trả thù. Chọc khỉ nước chỉ có đường chết thôi. Dù khỉ nước kia là gì thì chị cũng sẽ không cho nó tiếp tục hại người. Cha em từng nói với em, khỉ nước ẩn giấu ở rừng gỗ Mun. Đó là vùng đất cấm của trấn Thượng Thủy. Hỗn xược, dám tự ý xông vào rừng gỗ Mun,
Hai đứa xấu xa này phạm vào điều cấm kỵ của Trấn Thượng Thủy, phải hiến tế cho ngài khỉ nước. Hiến tế? Thả tôi ra. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Ôi, bà con, bình tĩnh. Ông Chính, bác sĩ Đỗ từ xa tới đây là khách, khó tránh việc không hiểu quy tắc. Làm ra việc không phải phép cũng là chuyện thường tình mà. Chuyện thường tình cái gì? Cô ta muốn hại chết người cả trấn chúng ta. Thả cô ta, làm sao ăn nói được với ngài khỉ nước. Ôi trời, ông Chính nói đúng. Nhưng mà bác sĩ Đỗ đến trấn Thượng Thủy chúng ta là đi làm việc công. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi không thể ăn nói với cấp trên, mọi người cũng sẽ gặp phải phiền phức. Ông Chính, suy nghĩ cẩn thận. Bảo cô ta cút khỏi trấn Thượng Thủy. Tế tiểu lục tử, thả cháu ra. Đại nghịch bất đạo, ngài khỉ nước tha tội, ngài khỉ nước tha tội, ngài khỉ nước tha tội. Cô còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa? Em tôi chết ở trấn Thượng Thủy của các người, tôi muốn biết sự thật là sai sao? Cô là đồ sao chổi chết tiệt. Ngài khỉ nước sẽ không tha cho cô đâu. Ông không phân biệt phải trái, không phân biệt thiện ác. Một mình ông hồ đồ thì thôi, còn làm liên lụy cả trấn Thượng Thủy vì nhục nhã chung với ông. Cấm miệng, ông cấm miệng, nó mới là hung thủ. Các người thật đáng thương, còn nặng tượng cho nó để nó ăn trên mồi chốc. Nó mới là người hại chết người thân của các người, nhưng lại được các người cung phụng như thần. Mẹ, bác sĩ Đỗ, cô... Chúng tôi không ép cô tin ma quỷ thần thánh, nhưng cô cũng không thể ép mọi người không tin. Là trấn trưởng, tôi không thể không suy nghĩ cho người dân trấn Thượng Thủy. Hôm nay tôi tuyên bố miễn trách nhiệm ở đây. Tôi sẽ bắt tận tay khỉ nước. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì thì không liên quan gì tới trấn Thượng Thủy hết. Bác sĩ Đỗ đã quyết làm theo ý mình thì tôi cũng không còn gì để nói. Bác sĩ Đỗ, bác sĩ Đỗ, cô đến rồi. Vậy tôi không vào nữa. Cháu gái tôi còn đang đợi tôi ở nhà. Tôi về trước nhé. Mời vào trong. Bác sĩ Đỗ, mấy anh em bọn tôi cũng muốn góp sức vào việc bắt khỉ nước. 8 anh em chúng tôi nể phục cô, muốn đi theo cô. Các anh không sợ khỉ nước sao? Sợ chứ, đương nhiên là sợ. Khỉ nước đã xuất hiện ở trấn từ lâu, giết hại con người. Nhưng bọn tôi đều từng tận mắt thấy có người đánh bại nó. Ai? Chủ căn nhà cũ mà cô ở, tên là Thủy Sinh. Hơn 20 năm trước, ông ấy từng dẫn dân làng giết chết khỉ nước. Căn hầm ngầm này cũng là Thủy Sinh để lại. Sơ đồ 7 mà Thủy Sinh bắt khỉ nước ở cả đây.
Vậy tại sao chỗ thủy sinh nở giờ lại biến thành nhà ma? Sau khi thủy sinh giết khỉ nước thì trong trấn bắt đầu có dịch bệnh. Bên ngoài đều đồn rằng là khỉ nước giáng tai họa trả thù. Không lâu sau, người nhà này đều gặp họa chết người. Rất nhiều đứa trẻ trong trấn cũng bắt đầu lần lượt mất tích. Nghe nói đều bị khỉ nước bắt đi. Hàng năm đều có trẻ con bị bắt đi. Con trai tôi, con gái nấy, nhiều đứa trẻ trong trấn đều bị bắt đi rồi. Đúng. Thường thay mọi người nhát gan sợ rắc rối, cuối cùng bị mấy người ông chính và bà Dương xúi giục, thờ đồ súc sinh đó làm thần, giết hắn, trả thù cho người đã khuất, để người sống an bình. Ừ. Cái giếng ở nhà cũ của thủy sinh nối với chỗ này. Chúng ta nghĩ cách dụ khỉ nước đến đây. Thanh Hà, Thanh Linh, đừng sợ. Sức bình anh được đấy. Gọi giúp tôi đến phòng tuần bộ Thượng Hải. Được. Ngày mai tôi sẽ đi dụ khỉ nước. Mày giết em trai tao, người thân duy nhất của tao, tao sẽ không tha cho mày.
sao bà lại xuống đây? Đừng qua đó, mau quay về đi. Về đi, về đi, về đi. Mọi người chạy mau. Anh Tử, chị ơi, sinh ra cạnh nước, lớn lên cạnh sông, liễu trong gió, sống trong mưa. Ngủ đi Thanh Linh, mẹ ở cạnh con. Thanh Linh, dẫn em trai chạy mau. Thanh Hà, sinh ra cạnh nước, lớn lên cạnh sông, liễu trong gió, sống trong mưa. Ngủ đi Thanh Linh, mẹ ở bên con. Thanh Linh, dẫn em trai chạy mau. Chị ơi, chị tỉnh rồi. Khỉ nước bị nhốt vào tế đàn rồi. Bác sĩ Đỗ giỏi thật đó. Trấn trưởng, thì ra ngài khỉ nước trong thế này. Đúng đó trấn trưởng, cuối cùng cũng bắt được nó rồi. Ôi, các cậu đúng là anh hùng. Giống như thủy sinh. Giỏi, giỏi. Chị ơi, phòng tuần bộ Thượng Hải trả lời thư rồi. Tôi đã giúp cô điều tra. Thứ sót lại trên móng tay của cái xác cô phát hiện ở rừng gỗ Moon đều là cao thuốc phiện. Ngoài ra, trấn trưởng Ân Tiêu Thiên lúc còn trẻ là một thuật sĩ giang hồ, chuyên biểu diễn cho các phi tần thưởng thức. Bình tĩnh, bình tĩnh, bác sĩ Đỗ. Ông chính thì từ nhỏ đã vào cung, là thái giám đứng đầu hầu hạ phi tần trong cung. Hiến tế, hai người này đều là kẻ gian ác, phải hết sức đề phòng. Chị ơi, trong thư viết gì thế?
Hung thủ là người khác. Hả? Mau lên, mau lên, bắt lấy cô ta. Không được để cô ta chạy mất. Cầm súng, từ trong giếng mà trốn ra. Đi tìm ông Thạch. Sự thật ở trong rừng gỗ Mun. Đi mau, bắt lấy cô ta. Để cô ta đền mạng. Cô ta đâu? Đạo pháp tự nhiên, nhân quả tuần hoàn. Kẻ mạo phạm ngoài kiểu nước đều không có kết cục tốt. Xưa có điêu dân, thủy sinh, hương lan. Bất chấp sự an toàn của trấn thượng thủy, mạo phạm ngài khỉ nước, khiến tài ương hoành hành ở trấn thượng thủy. Bà con chịu nhiều khổ cực. Này có con gái họ Thanh Linh, chắc tâm hại người, đi vào vết xe đổ. Để tránh cho ngài khỉ nước lại giáng tai họa xuống trấn thượng thủy, đặc biệt hiến máu Thanh Linh để an ủi vong linh người đã khuất, để giải cơn giận của trời. Thanh Hà, Thanh Hà, mẹ, con là Thanh Linh. Thanh Linh, con là Thanh Linh. Thanh Linh, Thanh Linh. Dẫn Thanh Hà chạy mau. Dẫn Thanh Hà chạy mau. Dẫn Thanh Hà chạy mau. Dẫn em trai chạy mau. Thanh Linh, dẫn em trai chạy mau. Chạy mau. Dẫn em trai chạy đi. Thanh Linh. Đầu tôi đã khuyên cô sớm về Thượng Hải của cô đi, sẽ không có việc gì hết. Giờ cô xem đi, khó mà xoa dịu cơn giận của bà con. Trấn trưởng là tôi cũng không bảo vệ được cô. Ân Tiêu Thiên, đừng tưởng không ai biết việc ông đã làm. Phòng tuần bộ Thượng Hải sẽ không tha cho ông. Bình tĩnh, bình tĩnh. Xem ra cô vẫn không hiểu. Là chính cô tuyên bố miễn trách nhiệm mà. Hơn nữa, kỷ nước giết người là em trai ruột của cô. Tôi có gì phải sợ chứ? Ngoài ra, trong lúc chiết xuất mẫu máu cô gửi về, chúng tôi phát hiện một virus cực hiếm thấy. Đây là một loại bệnh di truyền trong gia đình ở miền Nam. Thanh Linh, không ngờ cô lại quên hết mọi thứ rồi. Năm ấy là chính cô giao Thanh Hà cho tôi. Thanh Linh, dẫn em trai con chạy mau. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thanh Linh, em trai cháu bị bệnh lạ. Người trong trấn coi nó như quái vật. Thanh Hà đâu? Mau gọi nó ra đi. Ta là bạn tốt của bố cháu, ta đến để cứu các cháu. Nhanh lên, còn chần chừ thì người bắt nó sẽ đến đó. Vậy ta sẽ hết cách.
cái này có ích thật. Mở cửa. Người đi đâu rồi? Người đâu? Bọn họ đâu rồi? Mẹ ơi, con sợ. Em trai, đừng sợ, có chị đây. Thanh Linh, đây là đá lửa, bên trên có khắc tên cha con. Cầm lấy nó, cha mẹ sẽ luôn ở bên con. Còn chị nữa, chị sẽ luôn bảo vệ em. Thanh Linh, chăm sóc tốt cho em trai nhé. Chỉ cần có người nhà ở bên thì không cần phải sợ gì hết. Giờ lành đã đến. Tế. Trong động ở rừng gỗ muôn toàn là thuốc phiện. Lũ trẻ thì bị nhốt ở đó. Mọi người, bị trấn trưởng và ông chính lừa cả rồi. Chị, lũ trẻ bị nhốt trong động ở rừng gỗ muôn. Chị, em đến cứu chị rồi, để làm thuốc phiện cho bọn họ. Tôi và tiểu lục tử tận mắt thấy, suýt nữa bọn tôi đã không chạy được ra. Bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Chị, lừa chúng ta lâu như vậy, phá hủy buổi lễ tế, sao bọn họ có thể làm việc như vậy chứ? Năm ấy ông ra vẻ khôn ngoan, giờ thì hay rồi. Ông chính, bình tĩnh. Năm ấy giữ đồ câm là để lại mầm quạ. Nói mau, giấu người ở đâu? Giấu người ở đâu? Giờ đây ông lại ra vẻ khôn ngoan. Tôi đã nói phải giết cô ta từ lâu, cùng lắm là bỏ đi là xong, đổi chỗ làm lại. Giờ thì tôi xem ông phải làm thế nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bảo ông bình tĩnh mà ông không nghe.
Trấn trưởng, chuẩn bị xong hết rồi. Được. Đừng để ai sống sót. Tiểu Phúc Tử, Lũ Đậu, các cậu sao thế? Tớ là Tiểu Lục Tử, tớ đến cứu các cậu rồi. Lũ Đậu, Dưỡng Sinh, các cậu sao thế? Tớ là Tiểu Lục Tử, tớ đến cứu các cậu rồi. Chị, họ sao lại thành thế này? Các bạn ấy bị ngược đãi thời gian dài, đã hoàn toàn chết lặng rồi. Tiểu Lục Tử, em dẫn các bạn ra ngoài. Chị đi tìm Âu Thiêu Thiên. Chị phải cẩn thận đó. Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử, các cậu đi đâu thế? Này, các cậu đi đâu thế? Các cậu đến đây làm gì thế? Các cậu đến đây làm gì thế? Cô tha mạng cho tôi. Cô tha mạng cho tôi. Cô tha mạng cho tôi. Tiểu Phúc Tử, mau cứu bọn con, mau cứu bọn con, cứu bọn con với, mau cứu bọn con. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em trai cô đợi cô lâu lắm rồi. Thank you.
Cô ta tên là Thanh Linh, là người chị ruột bỏ rơi cậu năm xưa. Cậu ra đời đã là quái thai, người cả trấn coi cậu là ma quỷ, muốn giết chết cậu. Người nhà cậu cũng không cần cậu nữa. Là tôi giấu cậu ở đây nên cậu mới sống đến hôm nay. Thanh Hà, súc sinh, mau lên cắn chết cô ta. Nhanh lên cắn chết cô ta. Nhanh lên cắn chết cô ta. Cắn chết cô ta. Cắn chết cô ta. Súc sinh, mày định làm gì? Ân Tiêu Thiên, Thanh Hà, bình tĩnh. Bình tĩnh Thanh Hà. Thanh Hà, xin lỗi, tại chị nên em mới thành thế này. Những năm qua chị không có ký ức, sống như một cái xác không hồn. Nhưng chị vẫn luôn đi tìm, vẫn luôn tìm kiếm. Cuối cùng giờ chị cũng biết người chị muốn tìm là em. Chị đã hứa với mẹ để bảo vệ em thật tốt. Hay không? Sau này nghe thấy tiếng này thì chính là chị gọi em về nhà.
Thanh Hà. Thanh Hà, em muốn ở lại bảo vệ Trấn Thượng Thủy như ông thủy sinh ấy. Đây là thứ mẹ để lại cho chị, em đeo nó thì như chị vẫn luôn ở bên em. Vâng. Bác sĩ Đỗ, tạm biệt bác sĩ Đỗ. Cảm ơn bác sĩ Đỗ. Thượng lộ bình an.